giờ hỏi các quý vị xem là con chim sâu nó được cái gì. Tôi chỉ hỏi bây giờ 5G ấy, Thanh Bùi lấy cái bút ra, lấy tờ giấy ra, gạch đầu dòng xem con chim sâu có cái gì. Hả? Rồi nhà bà năm út gà ra, TV tủ lạnh, tất tần tật để lại cho bà út gà. Bây giờ đến ở đợ nhà con, ở đậu chứ phải ở đợ, ở đậu nhà anh chị nuôi, dưới cái bàn tay là coi như là vặt lông vặt xẻ thịt của con mẹ nuôi nữa. Thì thử hỏi đến một ngày nữa chim sâu ra đi, nó mang được cái gì? Hả? Chim sâu có đủ khả năng bỏ cái máy giặt lên xe mà chở đi không? À, có bỏ được cái gì mà có cái quái gì ở cái đó đâu? Có vài cái đồ xà bần, nhiều là ở nhà bà út gà hết rồi, bà hưởng hết rồi. Bây giờ về một đêm bà cũng không cho vào ngủ, bà cứ lấy lý do là nọ, lấy lý do kia, bà nằm bà ngủ. Làm gì mà người lạ vào nhà mà bà không biết là bà út gà? Bà chỉ có tiền thôi. Tôi nói thật, tôi nói như vậy tôi không sợ độc mồm đâu, bởi vì tôi đã theo dõi rồi. Bây giờ bà lên mà còn nói là không có tiền đóng học cho cái thằng cu con nữa. Ông không học thì nghỉ. Bố nó có học đâu mà vẫn bây giờ đi lừa đảo được thiên hạ đấy thấy. Vừa phải thế chứ. Móc túi con chim sâu, móc túi thằng Minh Hùng. Để mà sống phe rồi ngoe ngoẩy lên cộng đồng mạng là còn ra nọ ra kia. Rồi một số cái khán giả ngu si, ngu xuẩn, ngu ngục. Để còn cổ suý. Bày dạy cho nó quay cái này, quay cái kia đi, quay đi. Thì chả làm gì ăn nữa. Tôi có tiền mà quay không? Đấy, thằng một câu có một con chim sâu thôi mà nào là con mẹ nuôi đau, anh chị nuôi, thằng chồng hờ, xúm nhau vào vặt lông vặt cánh xẻ thịt ra ta. Rồi đến hết đến lúc nào đó hết lông, hết thịt, hết lông để vặt, hết thịt để xẻ. Thì chim sâu lại vẫn là chim sâu để trở về nơi chốn cũ. Tay trắng thôi chim sâu ơi. Và lúc đó chả còn gì, tất cả quần áo đồ đạc của chim sâu đã bị út gà đem cho hết rồi. Đây là theo lệnh thằng Long Tứ. Cái thằng mà nó mở mồm nó nói nó yêu thương con chim sâu thật lòng. Mày yêu nó thật lòng mà tại sao đồ quần áo của nó mày bảo đem cho mẹ đi à Long Tứ? Mày chó chết như thế. Hả? Thế sao mày không bảo cho quần áo của mày đi mà mày bảo cho quần áo của con chim sâu đi? Tất cả các mạnh thường quân, cộng đồng mạng lắng nghe tôi nói ở cái chỗ này. Tra khảo bằng ra cái thằng Long Tứ, tại sao mày cho hết đồ của con chim sâu đi mà đó là quà, là niềm yêu thương của mạnh thường quân. Tại sao cho đi? Hả? Mày nó vừa phải đấy chứ. Của mày hả Long? Của ông cố nội nhà mày à? Hả? Của ông cú, ông cố, ông cụ, ông kỵ nhà mày ra à? Nhà mày mày có cái mẹ gì? Hả? Mày có trên răng dưới cái các tút có cái mẹ gì? Hả? Mà đồ của nó mày đem bảo đi cho hết đi. Mày rổng lỗ tai lên mà nghe nhá Long. Tao nói rất nhiều lần, lần nào tao nói mày chết đi đừng sống. Bởi vì mày không còn là con người, mày nói là con chim sâu là vợ mày. Mày yêu thương nó mà tất cả đồ đạc của nó mày đem mày cho đi hết. Lý do đó là tiền của mạnh thường quân. Mày tưởng là gửi từ nước ngoài về một kilo là bao nhiêu đô, bao nhiêu đô nhân ra bao nhiêu tiền cước phí nha. Gửi từ Úc về á là 11 đô một ký. Người ta gửi về còn tiền cước nữa chứ không phải là tiền hàng không đâu. Và trong khi đó mày dám ra lệnh cho hết bằng hết đồ của nó. Mày không nghĩ đến một lúc nào đó mạnh thường quân không còn giúp nữa, con chim sâu nó lấy gì nó mặc hả? Có vài bộ quần áo gì đó mày nói nó có nhiều lắm, nhiều là bao nhiêu một nhà không? Một container không? Mày thương con chim sâu kiểu gì vậy? Mà mày đồ của nó mày đem mày bảo mẹ mày đem cho hết đi. Mày thương nó kiểu gì đấy? Một cái tình thương vụ lợi thế à? Một cái tình thương mà đến đồ của người ta mày cũng bảo vứt mẹ ra khỏi nhà mày. Hả? Mày mà thương nó thật tình á, thì mày sẽ nói với mẹ mày là mẹ ơi, đồ của chim sâu mẹ nhớ gói lại cẩn thận nhá. Cái nào mà nó chưa giặt mẹ giặt dùng con, giặt sạch sẽ, phơi phóng khô khóng. Mẹ bỏ vào túi, vào bịch, mẹ quấn lại, mẹ cất cho chim sâu. Bởi vì một ngày nào đó mạnh thường quân không cho nữa thì chim sâu nó có quần áo nó mặc.
Thế là mày mày bảo mẹ nó là đem cho thiên hạ đi. Nói cho mày biết, mày là cái thằng mà chỉ biết đoạn nào ăn được đoạn nào là mày chặt đoạn đó thôi. Còn mày không nghĩ đến ngày mai không có để mà ăn. Bởi thế cho nên là bà năm gửi, bà gửi tiền về cho mày. Mày vẫn cứ kìn kìn mày hút thuốc hàng ngày, một ngày mấy gói. Chính YouTuber miền Tây họ nói một câu với bà út gà thế này này, em đời thường này. Nghe nói hai đứa này nó hút thuốc dữ lắm. Thế bà út gà bà nói, ừ bây giờ biết làm sao. Nói hoài không được, biết làm sao giờ. Mà cha tụi bay chứ tụi bay không có tiền. Mày nên nhớ nha, nhiều thằng nghiện thuốc á, không có tiền đi ra đi nhặt mấy cái tàn mà. Tao, cô, chị đã nhìn thấy những thằng mà nó thèm thuốc mà đến mức mà nó không có tiền nó ra đi nhặt mấy cái đuôi thuốc của mấy cái người ta hút, người ta vứt đấy. Mẹ mày thì phải đi nhặt cái đó mà hút đi long. Mày ngồi về mày mày hút bằng tiền của Mạnh Thường Quân, mày hút ngày mấy gói liền. Rồi á, anh em YouTube miền Tây người ta nói là rồi thằng Long nó cũng phải, thằng Long con chim sâu phải kiếm việc gì mà làm chứ. Ăn rồi ở không mãi như thế thì ai mà nuôi cho nổi. Đó, những người họ đứng ở phía của thằng Long Tứ. Thế mà người ta cũng xót ruột, người ta cũng nói là ăn ở không như vậy ai mà nuôi cho nổi. Đến con mình đẻ ra mà nó to như con trâu mộng như vậy mà ăn rồi nó cứ ngồi không như vậy, mình có nuôi nổi nó không ở đời thường? Con mình nghĩ chứ đừng có nói là Mạnh Thường Quân người ta nuôi nuôi cả đời à. Cho nên là cái con người á mà nó biết ăn biết làm là khi mà Mạnh Thường Quân cho nó tiền á, em nhắc chị lúc nào 60 phút nha. Chị nói đi. Cái con người mà nó biết, nó có đạo đức à, mà nó có chí hướng á, là Mạnh Thường Quân cho nó tiền là nó phải biết tích góp lại, nó để dành đấy, để khi bệnh hoạn, khi khó khăn, rồi nó tìm công việc nó làm. Mày nói mày đưa trẻ con đi học mà tao thấy mày đi hết chỗ nọ mày đi đến chỗ kia thì ai đưa đón cái đứa con nít đi học ở Long Tứ hả? Bữa nay mày đi chỗ này, ngày mai mày đi chỗ kia thì cái job mày mày đi đưa đón học sinh là mày đưa bằng cách nào hả? Vẽ chuyện nói dốc mà không sợ ngượng mồm. Đến một cái ngày nào đó mà Mạnh Thường Quân không giúp nữa, tụi bay chỉ có há họng ra thôi, chỉ có há họng ra thôi. Nói thẳng mà còn nếu không há họng ra thì may chăng có cái mụ già năm gửi á, mụ gửi tiền cho tụi bay từ giờ đến lúc mụ chết, mà mụ chết là tụi bay cũng hết hơi. Quá nhục nhã, thế mà vẫn lên mạng cố chảy cố cối để mà quay hết clip này đến clip kia, không biết nhục. Quay cái gì mà hai đứa ăn cả rổ thịt nhỉ? Nó một rổ thịt chứ không phải một tô nha, người ta chỉ cắt một tô thịt trong cái tô con thôi. Em có thấy nó quay clip một rổ thịt cứ như nhà có đám giỗ. Ăn gì ăn dữ vậy? Bởi vì người ta mới nói một câu là nhà giàu tham việc mà thất nghiệp tham ăn. Nó chả có việc gì thì nó cứ ngồi rảnh rỗi sinh nông nổi là bày ra ăn, mà lại đói nhanh. Còn đi làm thì thôi quên đói, sáng tối về có khi nó xin lỗi em chứ. Ở Việt Nam thiếu gì người đi làm mà chỉ cạp cái ổ bánh mì buổi sáng, đến tận tối về mới ăn cơm cơm chiều. Thiếu gì người như vậy. Thẳng một câu, ngày xưa lúc chị đi dạy học thế, buổi sáng ăn một gói xôi, chưa có khi về ăn kịp, không ăn kịp lại dọn dẹp nhà cửa rồi bắt đồ ăn, làm đồ ăn thức uống cho gia đình, rồi chạy đi dạy buổi chiều. Đến tối mới về ăn bữa tối, thì coi như sáng chỉ có bữa mới mới tối bữa tối thôi. Thì không có chồng con ở nhà thì cũng ngại ăn. Mà cái loại này nó ăn rồi nó nằm ngửa, nó ăn như lợn, thì ăn gì mà một rổ thịt vậy. Mà cứ quay lên, ta nói mày rồi, mày tế nhị đi. Mày sắp ra được khoảng 2 lạng thịt thôi. Thì mày còn moi được tiền của Mạnh Thường Quân nhiều nha Long Tứ. Mày ngu lắm. Mày đem cả rổ thịt lên như vậy á. Cho nên cộng đồng mạng người ta rủa mày. Rút kinh nghiệm đi con. Mày có mua về 2 ký thịt, mày sắp ra 2 lạng thôi, mày để ra cái tô, mày nói hôm nay hai vợ chồng ăn có 2 lạng thịt thôi, mua lên 5 ký củ cải nữa. Thì cộng đồng mà Mạnh Thường Quân ở nước ngoài người ta còn sót mày nhiều và người ta gửi tiền về nhiều cho. Nói thật, không thể chấp nhận được. Còn một cái vấn đề nữa là khi mà đời thường TV có hỏi Minh Hùng,
là cảm nhận của Minh Hùng về cái vấn đề là mối quan hệ giữa con út lợn ấy với thằng Long Tứ thì như thế nào. Minh Hùng nó trả lời một câu rất là khôn ngoan. Nó nói thế này này, có khi người ở ngoài họ sáng hơn là người trong cuộc. Tôi nói thật nhé, tôi không biết trình độ Minh Hùng như thế nào, nhưng tất cả các câu trả lời của Minh Hùng với thời thượng tôi phải thán phục, tôi phải đánh giá cao về con người này. Đừng có nói nha, không có trình độ không trả lời được những câu nói như đời thường hỏi đâu. Trả lời rất từ tốn, rất có học, rất hiểu biết về đạo đức, về đạo lý, về trước sau, về trên dưới, về tình cảm. Tôi nói thật là hôm nay tôi nghe cái clip là tôi rất nể Minh Hùng, chứ không phải là nói một câu bảo cũng cảm thấy thế. Nó nói né đi, mọi người phải hiểu rằng có khi á, người ngoài họ sáng hơn là người trong cuộc. Minh Hùng không trả lời là anh cũng nghi nghi, không, trả lời rất khôn ngoan. Cho nên cộng đồng mạng lắng nghe phải hiểu được cái tình cảm, cái tâm tư, cái nỗi đau của Minh Hùng mà nó không thể nói được hết. Có những góc khuất nó không thể nói được. Rồi, Minh Hùng nói là có khi á mình biết chuyện ấy thì người ngoài họ biết từ lừa hết rồi. Cho nên là mình trong cuộc mình u mê, mình không biết gì đâu. Mà người ngoài ta sáng mắt hơn, người ta hiểu. Qua điều đó để thấy là quá đau lòng, quá xót xa cho thân phận một cái thằng đàn ông. Nói thẳng với người ta nói thân phận đàn bà, không ai nói thân phận đàn ông. Mà giờ này xin lỗi Minh Hùng, chị phải dùng cái từ thân phận đàn ông cho em. Ở đợ 5 năm không công, ra đi tay trắng, mù năm gởi, mù thanh bùi. Hiểu không? Biết không? Giúp đi, giúp những người như vậy đi, người ta đi trắng tay 5 năm không có gì đấy. Con mút hà mày, mày giỏi, mày lên mạng, mày đối chất thì mày đưa cho thằng Minh Hùng mấy ký vàng, mấy 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 trăm nghìn đô, mày 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 lên mạng mày công bố mày đưa cho thằng Minh Hùng cái gì, hay nó ra đi bỏ của chạy lấy người tay trắng có 500 bạc mà gửi về có 1 triệu tiền. Ôi rồi ôi, lại nói đến chuyện là anh chị nuôi là Việt Kiều, cái con mẹ gì mà có 1 triệu cái tiền 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 thuyền, tiền ghe mà đổi sang cái khác rồi cháo chở cái khác không trả tiền cho người ta vậy. Ở Việt Kiều gì à, Việt Kiều giỏm mà hả. Và để cuối cùng là em rể của Minh Hùng phải trả cái 1 triệu đó. Tôi nói xin lỗi nhá, hôm nay không phải tôi kêu gọi, nhưng mà Minh Hùng nó không phải là người đi ăn xin, nhưng trong lúc này Minh Hùng nó khó khăn, mạnh thường quân ai giúp được hãy giúp nó, giúp làm ba cái răng đi. Bởi vì con út hà nó nuốt ba cái răng của Minh Hùng rồi, chúng ta hãy giúp Minh Hùng có được ba cái răng. Sao mà khốn nạn vậy, mang tiếng là Việt Kiều gì đâu đi ăn đập phá như vậy, đập phá như thế mà cuối cùng chỉ có 1 triệu tiền tiền trả tiền ghe tiền thuyền gì đấy. Nói cái ghe cái thuyền cho nó nhanh, mà thằng anh rể nó nói là cái du thuyền, xin lỗi, du thuyền mấy triệu đô. Cái đời mày chưa nhìn thấy du thuyền lắm, mày nhìn cái thuyền con mày bảo cái du thuyền. Hôm con út hà nó quay nó nói cái du thuyền mà tức cười đau cả bụng, anh rể nó con út hà ấy, con cái con mày dù mấy đứa chúng nó nói cái du thuyền. Cái đời tụi bay không nhìn thấy cái du thuyền là mấy triệu đô vậy, mấy phòng ngủ, mấy toilet á, có chỗ nhảy đầm không, có chỗ đánh tennis không, du thuyền. Cho nên là có 1 triệu bạc như vậy mà cũng quỵt thằng Minh Hùng để nó ra đi, nó phải trả 1 triệu đấy mà nó không có tiền trả, cuối cùng lại em rể nó phải thay để trả cái khoản đó. Tôi nói nha, tôi nói lại là Minh Hùng nó không có, không là thằng đàn ông, nó không đi ăn mày, nhưng nếu như ai có lòng tốt giúp nó, giúp trước hết là giúp ba cái răng đi. Con Thanh Bùi á, mày giúp ba cái răng mà mày ném tiền vào túi con Út Hà, nói xin lỗi, mày ném vào hang chuột mẹ rồi, mày ném nhầm địa chỉ rồi, mày ném lộn người rồi, mày ném vào cái con tham lam bẩn bựa đấy, đồng tiền chỉ có vào mà không có ra, nó là cái ngân hàng mà cho tiền vào không rút được ra đó, ngân hàng lừa đảo đó. Cho nên là Minh Hùng đi làm về đưa cho cái ngân hàng đó, xong bây giờ ngân hàng vỡ nợ, là coi như Minh Hùng ra đi tay trắng,
Mạnh Thường Quân gửi về ba cái răng. Mày nợ Minh Hùng ba cái răng nha, mình út Hà. Mày không trả nó ba cái răng của Thanh Bùi, ủng hộ nó, trao cái yêu thương cho nó. Tao nói cho mày nghe, mày chết ở ba cái răng đó là chó sói nó cũng vặt cổ vặt răng. Tao nói cho mày biết. Rồi mày kiếp sau mày làm người là mày không có răng đâu. Nói thật một câu, mà mày không làm được người, mày sẽ làm con nghé, con trâu, con bò không có răng á, nghe ra mà ngáp. Không thể nào chấp nhận được. Rồi còn nói về cái chuyện, lại quay trở lại cái chuyện là Long Tứ. Nghe Minh Hùng nó nói như vậy mà thật sự ra là rất là xót xa cho nó. Tao nói là chị thì cho ra chị, mà em thì cho ra em chứ. Sao lại nỡm nờ cái kiểu mà nửa nạc nửa mỡ. Một đứa thì gọi bằng mẹ, một đứa thì gọi bằng chị, gọi bằng cưng. Hả? Cái kiểu gì vậy? Kiểu chim chuột à? Kiểu trốn chúa lộn tình à? Hả? Không hiểu nổi thật mấy chị dân em, chứ nhiều lúc không giải thích được con này nó thuộc cái loại gì luôn. Nó ngu thì nó chả phải là loại ngu đến mức là gọi như bị đau đi cho người ta biết là nó bị mất hết trí khôn rồi, mà nó khôn thì nó cũng chả phải loại khôn, nó là cái loại người gì luôn ấy. Thật sự đôi khi bây giờ mình hiểu thêm được một cái loại người, một cái hạng người. Đau lòng nhất là khi mà Minh Hùng nó nói một câu này: bà giàu thì bà có uy tín của người giàu, nhưng mà tôi nghèo ít nhất tôi cũng có uy tín của một thằng nghèo chứ. Thấy chưa? Nhưng mà nói thật một câu này em ơi, cái con Út Hà nó có giàu không? Nó đi làm từ thiện mà tay không bắt giặc. Con nói giàu đó chị. Nó đi làm từ thiện mà trong túi chả có xu chen nào. Thằng con nói giàu đó, nói giàu lông. Giàu lông, đúng rồi. Giàu lông, mà thằng Long Tứ là thằng Long Tứ. Là tướng người nước ngoài họ không nói được từ lông mà nó là lông, Long Tứ. Thằng Long Tứ mà nó vặt hết không còn lông đấy. Quá thể luôn. Mà nó đã giàu đâu mà nó đòi đi làm thiện nguyện. Làm thiện nguyện mà trong túi chả có một cái đồng xu, một cắc bạc nào qua cả. Và nói như đời thường TV là mượn hoa cúng Phật. Đúng là một cái thứ hôi nách, một cái thứ vô lương tâm, một cái thứ vô đạo đức. Mà lúc nào cái mồm nó cũng to còi mà sủa nghiệp quả, nghiệp quả. Tao nói thật đấy mày, Út Hà ơi, nghiệp ở đâu? Nghiệp ở trong thằng Út Minh Hùng nó nói một câu này nè. Mà nó nói câu này là cộng đồng mạng phải lắng nghe nè. Là con Út Hà đi cúng đi bái các chùa, các chiền, đi lạy đi tế. Các ông phóng đất, ông phóng nọ, phóng kia, nhưng cha mẹ ở nhà có thắp hương, thắp nhang không, Út Hà? Đấy. Mà Minh Hùng nó nói rằng thờ ai? Thờ cha, thờ mẹ thì mình trước hết. Cộng đồng mạng phải lắng nghe từng câu, từng lời của người trong cuộc. Tiếng nói người trong cuộc. Mày đi cúng ai? Mày đi lạy ai? Giống như con Mai Dù ấy, mày ra mày đi lạy mấy ông phóng nung á. Nhưng mà cha chú ở nhà, anh chị em ở nhà, ông bà ca cố kỵ mình không lạy, vẫn đi ra chồng phao câu lên đi lạy mấy ông phóng nung không à. Ở nhà hương nhang đèn khói cho cha cho mẹ thì tiếc một đồng. Cái lỗ mũi em không nhìn cái nhân tướng của con Út Hà. Mà sao lúc đầu mà Minh Hùng lại rơi vào nó chứ, chỉ nói thật Minh Hùng này. Đàn bà mà hai cái lỗ mũi nó bé như hai cái xe điếu như vậy, không bao giờ nó cho em ăn cái gì đâu. Chỉ nói thật một câu, con này mà có tiền cũng không ăn đâu. Cái lỗ mũi của nó tịt lịt, nó không có cái lỗ mũi luôn á. Cái lỗ mũi như vậy thì làm sao mà cái cho bú miết thì sao thua chứ làm gì được. Thì đấy, thằng Minh Hùng nó nói là đi làm về thì phải nấu cơm. Trời ơi sao mà khổ thế hả em? Em là ở đợt 5 năm không công, 5 gửi nghe chưa? Đấy, các bà dung dưỡng cho một con quỷ cái, một con ăn rồi ngứa nghề, đi Hà Nội chơi thì không dẫn chồng đi, đi với toàn đám đồng đạo, không biết đạo gì, không biết đạo Trích, đạo Dụ. À, mà chồng ở nhà đi, chồng mà mông nít lên đi làm, nộp tiền cho mình. Mày thật là chó ăn mất lương tâm mày đi rồi Út Hà. Tao nói thật mày, mày đừng lên mạng nữa, mà nếu mày lên mày phải trần tình cho bằng ra ha, ba cái răng của Minh Hùng nha. Răng chim sâu tao chưa nghe có người lên tiếng là gửi tiền, nhưng răng Minh Hùng là Minh Hùng nói. Bà Thanh Bùi đã chuyển tiền cho
Mình hùng cái tiền ba cái răng rồi đấy. Mày nhè ra ba răng ấy đi. Còn không mày không nuốt nổi với cộng đồng mạng đâu. Là mọi người thò tay móc họng mày moi ra bằng được đấy. Nói cho mày biết như vậy. Con người đâu mà mày 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 vô đạo như vậy mà mày suốt ngày mày nói đồng đạo, mày mày nói đến đến nhân quả, mày nói đến nghiệp quả, nói đến Phật, nói đến này đến kia, mày chấn lột không từ một ai, mày chấn lột không từ một ai, mày chấn lột từ cái con chim sâu cho đến thằng Minh Hùng, là cái thằng mày gọi bằng chồng, cái người đầu gối tay ấp với mày đó. Mày là cái con đàn bà mà chỉ có nhận và cho thôi. Ở nước ngoài ta gọi là give and take. Mày không biết cho mà mày chỉ nhận thôi. Mày chỉ có vơ vào thôi. Mày móc túi người ta để mày làm giàu cho mày thôi. Còn mày cho là mày cho cái thằng Lĩ Đực á. Mày cho thằng Long Tứ đó. Bởi vì nó gãi ghẻ cho mày. Cho nên á, nói thật một câu á là không biết là năm gửi với Thanh Bùi qua cái clip mà Minh Hùng nó trần tình với con Út Hà thì các quý vị có động lòng chắc ẩn được 1% hay là 2% không? Tôi nói thẳng với các quý vị, không biết có động lòng chắc ẩn được 1-2%. Tôi hy vọng các quý vị động lòng chắc ẩn một chút thì nếu các quý vị có một thằng em trai nó như thằng Minh Hùng đi, thế rồi bị một cái con khọm già nó bóc lột 5 năm, em mình đi ra đi tay trắng. Thế là con vợ mà có thằng chồng có ba cái răng, 5 năm mà ba cái răng mày không làm được cho chồng mày thì mày là cái loại gì à? Mày cái con đàn bà thối, thối háng. Nói thẳng mày, mày gặp tao này, nếu mà chồng tao mất răng như vậy, tao chả cần phải ai cho. Kể cả tao nghèo, tao đi làm thuê làm mướn, tao cũng có tiền để tao làm răng cho chồng tao. Chứ tao không đi ăn cả cái ba cái răng của thiên hạ cho chồng như thế mà mày cũng nuốt luôn. Mày là con người vô nhân tính. Cái trái tim của mày chó sói nan mất rồi. Cái đầu óc của mày là đầu óc bã đậu, bùn đất, cứt đái trong đó không thôi. Mày lú lẫn rồi. Nó đi làm nó nộp tiền cho mày 5 năm trời. Tao cứ cho bình quân nó nộp cho mày 200 thôi. Mày nhân 5 năm ra bao nhiêu tiền? Tao không nói 500, nó nộp vài ngày 200 thôi. Mày nhân lên 5 năm, mày làm phép tính đi. Một năm 365 ngày. Mày nhân lên 50 năm. Mày nhân với 200 một ngày. Ra bao nhiêu tiền đời thường? Mày có ba cái răng của thằng chồng mình, không lo nổi được cho chồng, để cho thiên hạ phải cho. Trong khi đấy thiên hạ cho thì chấn lột nhét vào túi của mình. Mày còn đạo đức ở chỗ nào? Mày dám lên ma mạng, mày mạnh mồm mày nói nữa không? Mày trần tình nữa không? Mày không nhận một đồng nào của ai hết, chả nhận một đồng nào của ai hết. Mày không nhận, mày lấy chó đâu ra tiền mày nuôi thằng Long Tứ. Em thấy nó lên mạng nó nói là nó không nhận tiền của ai đó. Đó, chắc tối nó ra ngoài ngã ba đường rồi đứng có tiền nó nuôi chứ cần gì nhận qua chị. Chắc vậy đó, nếu mà mày không nhận tiền của ai là mày phải ra ngã ba đường. Nói như đời thường là đúng. Bởi vì mày không làm gì ra tiền hết. Bởi vì mày không phải là cái dạng mà chơi chứng khoán, hay là mày có kinh doanh business, hoặc là mày có tiền ông bà cha cố cho mày để lại. Thế mà bây giờ mày bảo mày không nhận tiền của Mạnh Thường Quân thì mày chỉ có ra ngã ba đường mày đứng thôi. Mà mày nuôi mật, mày lấy của thằng miền xuôi, mày nuôi thằng miền ngược. Mày thấy không? Nó đúng thật, bây giờ là nó lấy miền xuôi nuôi miền ngược đấy. Lấy của thằng Minh Hùng nuôi thằng Long Tứ. Là lấy của thằng miền xuôi mà nuôi thằng miền ngược đấy. Nên còn bây giờ nó lấy tiền của Minh Hùng để mà về cái như là để nó đi cho Long Tứ hàng ngày 200 ngàn chuyện thế hả? Mà Minh Hùng đi ra là nó cắt mỗi tiền xanh với tiền xanh với tiền ăn sáng thôi, mà nhiều lúc lúng lốp xe biết là lấy tiền.